Chào anh em. Thì trong mấy cái video trước á, có một số anh em hỏi là cái dàn lọc mà mình đã nâng cấp lên á, nó như thế nào. Thì trước khi trả lời câu hỏi đó thì bây giờ mình sẽ coi lại cái dàn lọc của những cái thế hệ cũ hơn ha. Ở đây tiện thể có một cái hồ công nghệ ha, hút thổi đáy, còn dãy chơi cá vàng. Thì như anh em biết là tụ cá vàng này bây giờ nhưng mà cái sàn đáy của mình rất là sạch nha, và hơn nữa ở đây đã cách sàn rồi, đã dựng cách sàn lên 5 cm rồi mà cái sàn nó vẫn rất là sạch, hệ thống nước cũng rất là đẹp nha. Đã nhìn em thấy nước rất là trâu. Và đây là cái dàn lọc cơ bản mà trước giờ tất cả các anh em thợ đều làm theo, và những anh em tự dán cũng làm theo cái nguyên lý này, đổ thác ha. Thì nước xuống đi âm ở dưới đi dòng lên, thì cái miếng đầu tiên sẽ là cao rồi đi xuống rồi dòng lên, thì miếng này sẽ thấp hơn cái miếng kia từ 2 tới 3 cm, rồi cái miếng này nó cũng thấp hơn cái miếng chặn bên đây, nó lại thấp hơn miếng chặn bên đây là 2 đến 3 cm đó. Thì khi nước hoạt động như anh em thấy nè đó, thì nó đã giật theo cái tầng thác đó, nó giật theo cái hình thác như vậy. Thì với cái hệ lọc như vậy thì anh em thấy là với cái mật độ nước của mình cũng đã khá là trong rồi. À mà cũng phải nói luôn là những bộ hồ công nghệ, ngoại trừ là cái dàn lọc xịn ra, thì nó còn phụ thuộc vô yếu tố cái đường xương, cái lực hút nữa. Nếu như cái đường xương với cái lực hút của mấy anh em á, cái cơ cấu đã sai từ ban đầu á, thì thực sự nước để mà trong, để mà đẹp á, thì chắc là cũng không có đâu. Lúc nào nó cũng sẽ có cái hiện tượng lợn cợn hay cặn ha. Nè, sóng sánh ở trên bề mặt nè, sàn nè, tụ cá vàng. Thì cái nguyên lý của cái này thì như nãy giờ mình phân tích đó, là nó đổ theo hình thác, và hơn nữa cái mật độ mà để chứa cái nước, khi để hồi nước á, cúp điện á, nó hồi về á, thì dường như là tính độ cao của thằng này, của thằng này, của thằng này, của thằng này cộng lại với nhau rồi chia cho bao nhiêu ngăn, rồi lấy cái độ cao trung bình đó, nó nhân với chiều dài với chiều rộng, rồi ra được cái khối lượng nước mà nó có thể chứa cho cái hộ trên khi mà cúp điện nó hồi về ha. Thì cái nhược điểm của này á là cái mật độ chứa nước bên đây nè, đó nó ít. Thì tầm mà ví dụ như anh em mà đi công tác hay là nhà không ai chăm á, tầm 1 tuần lễ là nó bay hơi, nó rút hết cả khúc, thì sẽ bị hụt máy bơm, đó là tuổi thọ máy bơm sẽ bị giảm, đó là nó bị hụt nước máy bơm. Còn anh em mà chăm đầy quá thì lỡ như ông nhà đèn mà ông chơi cúp điện một cái thì anh em sẽ đi đâu nhà, à, thì nước ở trên hồ trên nó tràn xuống. Thì cái này là do người thợ lúc đầu dán cái đường xương ở trên canh nó không kỹ, hoặc là cái lỗ e nó canh không kỹ, thì khi cúp điện nó hồi về vượt quá số lượng, nó hồi về nhiều ha, nó vượt quá số lượng thì nó sẽ có hiện tượng là nó tràn cái hồ lọc. Và thêm một phần nữa, như anh em thấy hồ trên của mình là 1m2 thì cái dàn lọc ở dưới của mình là 1m1, thì đa phần là cái dàn lọc ở dưới là cũng sẽ tương ứng gần 70-80 so với cái hồ trên, coi như là tương đương với cái hồ trên. Và bây giờ thì sẽ là các bản thiết kế để chỉnh sửa này ha. Thì trong quá trình mà mình chỉ trên bản thiết kế, mình sẽ để một cái video nhỏ ở trên cho nó chạy. Là video này mình cũng sẽ để đường link ở trong phần miêu tả, anh em có thể vô coi lại trong cái đường link đó về cái phần hoạt động của cái bộ hồ đó ha. Và đây là cái cơ cấu cái của cái khung xương của cái hệ lọc nãy giờ mình quay đó. Thì như anh em thấy tấm đầu tiên nó sẽ cao hơn đó, tấm thứ hai, tấm chặn thứ hai từ 2 đến 3 cm và cao hơn, không cần biết là bao nhiêu ngăn ha. Ở đây thì mình chỉ vẽ tượng trưng là 4 ngăn thôi. Thì nước xuống dày đi dòng lên, đi dòng xuống. Thì như hồi nãy mình nói, mình cái cách tính mà cái khối lượng nước á đó, anh em sẽ cộng này hết chia ra đó, sẽ biết được là cái khối lượng nước của mình nó sẽ chứa được bao nhiêu. Thì bây giờ các bạn nâng cấp, thì cái nhược điểm của thằng này thì nãy giờ mình nói rồi ha,
nè, cái lực nước nó do nó đổ thác nó chạy qua quá nhanh nè, cái phần nước chứa quá ít nè. Cái này anh em nào mà có gắn theo cái phao cơ á, để cho nó tự châm á, thì ok, còn như không có cái phao cơ á, thì anh em mà đi công tác nhà không ai coi á, thì hả, nó dễ làm giảm tuổi thọ máy bơm do nó bị hụt nước máy bơm ha. Rồi đây là cái bản thiết kế mới, thì như anh em thấy ở đây mình cũng vẽ từng chân là 4 ngăn, nhưng mà nó sẽ khác ở một chỗ á, tất cả các thanh chặn là nó sẽ bằng nhau hết, nó không cần cao giống như kia ha, chỉ cần lấy nửa tâm hồ là được. Ví dụ hồ cao 40 45 cm, đế cây này lên 20 22 23 24 25 gì đó là tùy anh em, lấy cái độ cao lên tầm 25 20 25 là được, so cho độ cao của cái bể lọc là từ 40 tới 45 ha. Đó. Còn như thằng này thì anh em thấy rồi đó, cái khoảng cách cây đầu tiên của nó sẽ rất là ít và tiếp theo nó sẽ nhiều hơn chút, ở đây nhiều hơn. Thì không, với cái phần này anh em tính nó sẽ hơi khó cho những anh em mà tập dán cái hồ ha, dán cây lọc mà để cho nó không bị tràn nước á, nên sẽ hơi khó tính cho mấy anh em đó. Mình sẽ dán kiểu này thì nó sẽ dễ hơn. Thì có phải như anh em thấy, nếu như mình chia phân nửa không, nửa hồ ấy, phân nửa chiều cao đó, tất cả các thanh này bằng nhau, thì có phải là ở từ trên đây xuống đây còn dư 20 cm, thì bây giờ mình nhân cho chiều rộng và nhân cho chiều dài ra, cái khối lượng nước chứa nó sẽ rất là nhiều không ha. Rồi bây giờ tới cái phần công dụng, thì khi nước đi xuống thì đây là cái khay tách phân, anh em để cái khay tách phân ở trên hay để cái túi lọc gì như trong video của cậu của mình á đó. Đó thì không có cần quan tâm ở vật liệu bên trong là gì đâu, thì đây nói về đường xương trước. Thì như anh em hồi nãy thấy là chỉ có cây xương đôi đó, một cây chặn xuống và một cây chặn lên ha. Thì ở đây mình sẽ sử dụng là xương kép 4 cây, thì nước nó sẽ dòng xuống, nó bẻ dòng qua một lần nữa, bẻ dòng qua một lần nữa. Thì trong những cái thanh như vậy anh em chừa cái khoảng cách 4.5 cho tới là 5 cm cho cái khoảng cách giữa nè. Thì như vậy anh em sẽ vừa đủ nhét cái tấm xi mát vô đó. Thì khi anh em nhét cái tấm xi mát vô vậy, thì khi mà nước nó đi luồn qua tấm xi mát, nó đi hết nguyên cái chiều cao của tấm xi mát đó, rồi nó lại tiếp tục nó dòng xuống như vậy nữa, rồi dòng ngược lên, thì qua 1 2 3 3 tấm xi mát là anh em thấy là cái mật độ nó đã giữ được khối lượng cặn rất là nhiều rồi ha. Những cái cặn lớn đa phần là nó sẽ giữ vô mấy cái thanh đầu tiên, hai thanh đầu tiên này nó sẽ bám cặn bẩn nhiều nhất, và qua tới bên đây là nó cũng đã sạch rồi. Thì bên đây bắt đầu mình sẽ bỏ chiều rộng, thì bây giờ mình sẽ tạm tính về đi, cái chiều rộng của tấm xi mát là 5 cm đó. Thì ở dưới này mình rót một cái tấm nằm ngang dưới này đúng không, ở đây là mình sẽ để một cái thanh sứ, thanh sứ của mình cao sẽ đặt giả dụ của nó là 12 cm ha, cao từ 12 tới 15 cm, là anh em đã được 20 rồi. Ở trên đây anh em rót thêm một cái tấm xi mát bề mặt nữa, thì có phải là tổng của nó là 25 không, rồi coi như cũng gần bằng chiều cao của thằng xương này rồi đó. Rồi ở đây tiếp tục anh em lại nhét thêm cái tấm xi mát vô. Ở đây thì chỉ cần khi mà hai cái ngăn lọc á, thì anh em chỉ cần một cây đôi thôi là được ha. Đó thì đi qua, thì bên đây bắt đầu sẽ nhét thêm xíu củ sen hay là những vật liệu gì đó, đá ma chích gì đó thì tùy anh em đó, sẽ nhét thêm mấy lớp nữa. Thì đây là sẽ chỉ có hai ngăn chủ đạo, đây là hai ngăn chủ đạo chứa vật liệu lọc. Nếu như cái bể lọc của anh em đủ dài thì anh em có thể thiết kế thêm một ngăn nữa. Thì đây mình chỉ đặt giả dụ là cho một cái đường nước xuống và đường nước lên, và ở giữa là chỉ có hai ngăn vật liệu lọc ha. Trên cái video đang chạy là anh em thấy là mình để một bên nước xuống, một bên là máy bơm, và chỉ duy nhất có một ngăn ở giữa là chứa vật liệu lọc thôi, và nước cũng đã khá là trong rồi ha. Thì ở đây thì cũng theo nguyên lý nãy, khi mà nó thẩm thấu xuống vật liệu lọc, tiếp tục đi qua và nó thẩm thấu xuống cho cái hệ vi sinh ở trong cái dàn vật liệu lọc á, nó xử lý, thì lại tiếp tục ở đây thì anh em sẽ nhét xi mát cũng được, còn không là những lớp bông 4D 6D gì đó tùy anh em ha. Nhét cái lớp bông đó vô, thì cái lớp bông đó độ dày của nó là tầm 3.5 cho tới 4 cm ha. Thì ở đây thì mình vẫn theo cái nguyên lý là mình nhét xi mát thôi là được rồi, tại vì anh em thấy cái bể lọc lúc đầu của mình đó, mình nhét toàn xi mát rồi mà, nhưng mà nước cũng đã khá là trong ha. Thì bắt đầu
nhét xi mát vô đây thì cái khoảng cách này cũng là từ 4.5 tới 5 cm, thì nước vẫn sẽ đi bị bẻ cong. Bẻ cong 1, 2, 3, bẻ cong thêm 3 lần nữa đi xuống thì bên đây toàn bộ nước sạch hết rồi. Mà dường như là khi mà nó đã qua hai ngăn vật liệu vi sinh thì nó cũng đã sạch rồi. Ở trên đây anh em có thể để một cái khay tách phân, để một cái bao chứa phân bao lưới, thì nó cũng đã giữ cặn lớn. Nó xuống đây đi dọc lên mấy tấm xi mát nó giữ hết. Thì ở đây anh em sẽ được một cái là chứa có lượng nước nhiều hơn. Thì nhiều hơn để làm gì? Khi mà anh em đi du lịch, đi công tác thì anh em có thể châm có lượng nước lên, châm cao lên. Đó. Như cái hệ lọc cũ, anh em châm cao hơn thì cũng cao hơn, chỉ bằng tới này là cục. Đâu dám châm tới bằng cái cây bên đây đâu. Tại nếu như anh em châm bằng cái cây của thằng bên đây á, cái khối lượng nước chứa tổng của nó còn quá ít. Khi mà cúp điện có lượng hồi về của cái máy bơm nó hồi về đó, ở trên dàn hồ lớn nó hồi về, thì cái bể lọc của mình không đủ sức chứa ha, nó sẽ bị tràn. Thì ở đây anh em sẽ châm không được nhiều, và cái tốc độ bay hơi của nó cũng nhanh hơn do nó đổ cái lượng thác. Thì khi mà nó đổ lượng thác về thì cái mật độ bay hơi của nó sẽ cao hơn nhiều ha. Còn ở đây thì khi mà nó hoạt động thì cái lượng nước của nó đa phần là nó gần như là bằng nhau, gần như là bằng nhau hết. Nước xuống nó chỉ giật một cái tầng thác rất là nhẹ thôi đó, dường như là nó bằng nhau. Thì cái mật độ tổng có lượng nước trên đây nó sẽ còn dư rất là nhiều trong cái video ở trên đó. Đó, anh em có thể coi để ý cái video đang chạy phía ở trên là anh em thấy là cái khoảng cách khi mà mình ngắt điện nó vẫn còn dư cái khoảng cách để chứa nước. Anh em chỉ cần thấy là nó dư từ 5 tới 7 cm cái độ cao thôi, mà tính cái chiều dài chiều rộng nhân ra thì cái khối lượng nước của nó rất là nhiều nha, chứ không phải ít đâu. Thì cái này với cái mật độ khối lượng nước đó thì anh em đi du lịch cả tháng chờ về thì cái hồ, cái bể chứa của anh em cũng không thể nào mà nó bay hơi, nó rút cạn nước làm yếu máy bơm của anh em được. Còn như cái hệ lọc cũ thì trước giờ dường như là từ cái ngày mà bắt đầu anh em chơi hồ lọc tràn dưới á, đã đi theo cái bản thiết kế này từ ban đầu rồi. Và cái hiện tượng là yếu máy bơm theo thời gian, hoặc là do cái lực thác đổ quá mạnh, một số anh em thiết kế cái lực thác nó đổ quá mạnh, tại vì bơm bên đây cái bơm công suất lớn không, nó bơm lên thì cái lượng nước nó xuống nó cũng sẽ tương đương so với cái lượng nước bơm lên. Bên đây lên 5.000 thì nó xuống 5.000, bên đây bơm 12.000 nó cũng xuống 12.000, hoặc là những cái bơm mạnh hơn nữa thì cái lượng nước nó sẽ dồn mạnh nó chảy mạnh qua như vậy. Thì khi mà cái lượng bơm bên đây của anh em á, cái mực nước bên đây đây của anh em nó thấp nè, thì có phải khi lượng nước này nó trào qua nó sẽ tạo cái bọt khí, cái máy bơm đó nó hút trộn lẫn cái bọt khí đó đi vô nguồn nước, nó lại thổi lên trên cái hồ chính á, nó tạo cái đường bọt khí. Có một số anh em thì kêu đó là tạo oxy, nhìn thì đẹp. Thì cái đó tùy theo mỗi người thôi. Có một số người người ta nhìn vô chướng mắt lắm, cái hồ cá người ta nhìn muốn trong mà bây giờ thấy cái bọt không thì người ta cũng khó chịu ha. Thì còn như cái này thì nó lại khác, nó không có tạo cái hiện tượng rồi. Cho dù anh em đi những cái bơm nước là mạnh so với bộ hồ, những cái bơm rất là mạnh so với bộ hồ, nhưng mà do cái mật độ nước của anh em chứa cao thì nó sẽ không đổ cái thác mạnh như vậy, mà vẫn là nó cũng sẽ êm ả nó chạy qua từ 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 để bơm lên. Nó cho dù ở đây nó xuống mạnh cách mấy đi chăng nữa thì cái lực nước ở đây nó vẫn là cao, thì nó vẫn là sẽ thấm toàn diện xuống như vậy, thấm xuống như vậy đó, thấm xuống như vậy, chứ không phải là ví dụ như cái thác này anh em thấy mình vẽ ở đàng không, cái lực nước là đa phần là nó sẽ dồn như vậy đó, nó đi như vậy đó, nó dồn như vậy, nó đi như vậy. Thì bên đây nó sẽ êm ả hơn, nó sẽ đi thẳng xuống. Thì chung quy lại thì cái hệ lọc này đó, anh em đi xương kép vô cho mình, thì thay vì một cây như mọi khi thì anh em sẽ đi xương kép vô đó, đi xương kép vô hai đầu, một cái phía bên đầu của bên nước xuống và phía bên gần bên máy bơm đó. Còn đoạn giữa bao nhiêu đó thì anh em muốn chia bao nhiêu ngăn thì anh em chỉ cần đi xương đơn là được ha. Và thêm một cái nữa là quan trọng là cái đoạn những cái vách ngăn á, anh em cứ cắt kính cùng với chiều cao bằng nhau hết, không cần phải chia tính toán gì cho nhức đầu ha. Cắt bằng hết vậy cho dễ. Hồ cao 40 cắt 20, hồ cao 45 cắt 25,
nó cách 25 độ cao bằng nhau hết. Là cái kho đựng nước ở trên nó chứa vi bu luôn, chứa cực kỳ nhiều luôn ha. Rồi bây giờ mình coi lại cái hồ hồi nãy của mình ha. Thì anh em thấy là cái cục máy bơm của mình nó rất là to ha. Cái máy bơm này không nhầm là như là 9.000 hay 10.000 gì đó. Mà cái hồ này của mình có 1m2 thôi, thì cái lực nước nó thổi rất là mạnh ha, cái lực thổi rất là mạnh. Anh em thấy là cái nước nó chạy này. À tôi về một cái phần lúc trước là có cái thanh kính mấy anh em hay dán chìa vậy nè. Trong số video trước mình cũng đã có nói rồi, không phải cái thanh kính nó chìa ra để cho mực nước nó chạy vô trong đây để nó thấm xuống hả. Còn không có là nó sẽ âm xuống dày, nó đi qua dày, nói chung không có đâu, cũng tào lao không đúng đâu. Trong những video trước đó mình cũng sẽ để cái đường link ở trong đây, nó trong cái phần mô tả anh em coi lại ha. Thì ở đây anh em thấy nè, cái mực nước khi mà nó lên cao như vậy, nó lên cao như vậy thì nó không có hiện tượng là nó tạo bọt ha, thì hút nó còn êm nè. Nhưng mà nếu như nó dịch cái dòng thác giống vậy đi, có độ cao trên đạch như vậy, thì khi nước cuộn qua thì nó, cái này có phải là khi mà hả trong vòng một tuần sau rồi bắt đầu nó dịch xuống đây là anh em thấy là cái hồ bị sủi bọt không? Nó nước chỉ cần hãy dịch xuống cái thanh xương thì thôi, cái máy bơm thì to quá thì có phải là cái khối lượng nước đây nó dồn qua ở đây còn dấu luôn nè. Đó, dồn qua thì cái máy bơm sẽ tạo khói ha, đi tạo bọt ha. Đó, cái hộ mình rất là trong ha. Thì dàn lọc cơ bản, cái đường xương cơ bản, thì trong video này mình đã hướng dẫn cái nâng cấp cái đường xương mới và chứa cái thể tích nước nhiều hơn rồi. Anh em nào làm theo thấy hiệu quả thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh ha. Cảm ơn anh em nhiều.